Xin chào quý vị và các bạn. Sau hơn 10 ngày nắng hanh liên tục kéo dài, nhiệt độ đêm giảm thấp. Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, miền Bắc đã chuyển mây nhiều hơn, nền nhiệt ngày đêm đều tăng nhanh. Như tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sáng sớm nay tăng lên ngưỡng từ 19 cho tới 20 độ, cảm giác rét đã giảm đi nhiều. Đến trưa nay đã đạt mức là từ 23 cho tới 24 độ. Tuy nhiên, tình trạng sương mù lại xuất hiện dày đặc. Đi cùng là tình trạng ô nhiễm không khí ở các khu đô thị khiến bầu trời âm u và xám xịt, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu. Tình trạng nhiều mây vẫn duy trì, vì thế nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng từ 14 cho tới 17 độ. Còn ở các tỉnh vùng đồng bằng, nhiệt độ là từ 18 đến 21 độ, trời chỉ còn rét nhẹ. Cùng với đó là hiện tượng sương mù nhẹ tiếp tục xuất hiện về đêm và sáng, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km trong sương mù. Khu vực Nam Đồng Bằng, vùng ven biển, tầm nhìn xa nhiều nơi còn xuống dưới 300 m. Sang đến ngày mai, vùng áp thấp phát triển và mở rộng hơn về phía đông. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Cục bộ một vài nơi, nhiệt độ có thể cao tới 30 độ. Đời gió đông nam ẩm của khối khí lạnh lệch đông cũng tác động và gây ra hiệu ứng sương mù nhẹ ở vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế trong khoảng nửa đêm gần sáng, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Còn nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh miền Trung cũng tăng lên đáng kể. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất đêm nay tăng lên ngưỡng từ 17 đến 20 độ, trời chỉ còn rét nhẹ, còn cao nhất ban ngày dao động trong khoảng từ 26 cho tới 29 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có nắng và trưa chiều với nhiệt độ cao nhất ở mức từ 27 cho tới 30 độ, có nơi còn trên 30 độ. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân và du khách khi tới nơi đây. Tại các tỉnh phía Nam thời tiết vẫn không có nhiều thay đổi, trời rét về đêm và sáng ở tại khu vực Tây Nguyên và mát mẻ ở Nam Bộ. Sang ngày mai trời có nắng từ sáng và kéo dài cho tới chiều muộn. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến từ 27 cho tới 29 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, thưa bà con ở vùng biển ven bờ Vịnh Bắc Bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp trong khoảng nửa đêm gần sáng. Còn trong ngày thời tiết khô ráo thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Còn ở ngoài khơi khu vực phía Bắc của Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió vẫn giữ hướng Đông Bắc nhưng với cường độ chỉ mạnh ở mức từ cấp 4 đến cấp 5 nên thời tiết tốt, thuận lợi cho việc ra khơi bám biển, khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Như vậy, trong 24 giờ tới, xu hướng tăng nhiệt diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành, trời chỉ còn rét về đêm và sáng ở các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên, tình trạng sương mù lại tiếp diễn. Thưa quý vị và bà con, khối khí lạnh suy yếu nên thời tiết các tỉnh thành miền Bắc ấm lên rõ rệt. Về đêm và sáng trời nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ, nhất là các tỉnh thành ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ thời điểm này dao động từ 17 đến 20 độ ở phía Đông và từ 15 cho tới 18 độ ở phía Tây, riêng vùng núi có nơi thấp hơn. Sang đến ngày mai trời nắng với nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ, riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu ở mức từ 28 cho tới 30 độ. Xuống đến miền Trung, mưa rào nhẹ vẫn có thể xuất hiện tại các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh trở vào đến Bình Định. Tuy nhiên, lượng chủ yếu dưới 10 mm nên cũng không gây quá nhiều cản trở tới giao thông và sinh hoạt của bà con nơi đây. Các nơi khác thời tiết hầu như là tạnh ráo. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 25 cho tới 28 độ ở phía Bắc và từ 27 đến 30 độ ở phía Nam đèo Hải Vân, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Thưa bà con, thời gian gần đây, một số xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình và một số địa phương của tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện một số thương lái đi thu mua ốc bưu vàng với số lượng lớn. Nhiều nông dân đã tranh thủ lúc nông nhàn ra đồng bắt ốc bưu vàng bán cho thương lái. Việc làm này vừa có thu nhập lại ngăn được tình trạng ốc bưu vàng phá hoại mùa màng. Việc thu gom ốc bưu vàng bán cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản là việc lợi cả đôi đường. Tuy nhiên, các ngành chức năng khuyến cáo người dân không được nuôi trồng dưới tất cả các hình thức, bởi trong sản xuất nông nghiệp, ốc bưu vàng là sinh vật ăn tạp và gây hại cho cây lúa.
Tiếp tục với tình hình thời tiết ở phía Nam, do đã chính thức bước sang thời kỳ mùa khô nên trong đêm nay và ngày mai và những ngày tới, thời tiết trên toàn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết là đêm không mưa. Còn vào ban ngày trời có nắng nhiều nên nhiệt độ tăng lên, dao động trong khoảng từ 30 cho tới 33 độ tại Nam Bộ. Riêng miền Đông Nam Bộ một số nơi còn trên 34 độ. Tây Nguyên nắng có phần gián đoạn với nhiệt độ trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Thưa bà con, những ngày này nông dân tỉnh Đắk Lắk đang hối hả bước vào vụ thu hoạch cà phê. Khác với những năm trước, người dân bắt đầu nhận thức được giá trị, lợi ích của việc thu hái chín có chọn lọc thay vì hái xô cào bằng một đợt mà thu hái cà phê chín chọn lọc. Bà con chú ý là quả quá chín hoặc xanh là nguyên nhân làm cho cà phê mất mùi vị ngon. Ngoài ra, nó còn tạo điều kiện cho nấm mốc và độc tố phát triển. Sản phẩm thu hoạch có tỷ lệ quả chín, có màu đặc trưng của quả khi chín chiếm 2/3 diện tích quả, đạt từ 95% trở lên và tỷ lệ tạp chất không quá 0,5%. Và đợt tận thu cuối vụ, tỷ lệ quả chín đạt trên 80%, tỷ lệ tạp chất không quá 1% và không được chiếm quá 10% tổng sản lượng của toàn vụ. Khi thu hoạch, lưu ý không thu hái quả xanh non, không được tuốt cả cành và tránh không làm gãy cành. Phải ngừng thu hái trước và sau khi nở hoa 3 ngày. Cà phê thu hoạch ngày nào bà con chế biến ngay ngày đó, không nên ủ quá 24 giờ, làm giảm chất lượng. Phương tiện vận chuyển và bao bì dựng được quả cà phê phải sạch sẽ, không nhiễm phân bón, hóa chất. Trường hợp không vận chuyển hay là chế biến quả cà phê phải được đổ trên nền khô ráo, thoáng mát và không được đổ đống dày quá 40cm. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 cho tới 30 độ. Độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù rải rác, trưa chiều có nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Xuôi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc không mưa, phía Nam có mưa rào nhẹ rải rác, phía Bắc đêm và sáng trời rét, ở phía Nam se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, cao nhất từ 25 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 80 cho tới 85%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, phía Bắc trời se lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22 cho tới 25 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.